Rồi, lâu lắm rồi em mới gặp lại được một cái con bí lửa hai bên như thế này. Đó, thì cái giọng này em vừa mới tách ra, em chưa có nghe được cái giọng của nó ha. Thì cái con này em sẽ để riêng, em cho ra cái lồng anh chị em nào có nhu cầu ha. Có nhu cầu giao lưu thì em sẽ coi như là giao lưu với anh chị em 700 cành nha, không có bao nha. Đó, tại vì em vừa mới tách ra thôi, em chưa có theo dõi và em cũng chưa có nuôi bất cứ một cái ngày nào hết. Đó, anh chị em nào cần cứ alo cho em cái số điện thoại nha. Đó, anh em mình có thể giao lưu 700 cành nha mọi người nha. Mắt, móng, mỏ, tay chân đầy đủ, không có bị lỗi gì hết nha. Hai bên là mí lửa. Đó, bây giờ em sẽ thả vô lồng cho quý anh chị em xem. Wow. Trời ơi, nó xòe kìa. Xòe rất là đẹp ha. Mồng lên nó cũng rất là đẹp luôn. Bị thiếu một bên tay phải, thiếu một cái cọc lông ha. Đó, anh em chịu khó xem clip, nhìn cho nó kỹ giúp em nha. Hello tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2023. Thì bữa nay em sẽ review cho quý anh chị em xem từ số 23 tới số 39 nha. Từ số 23 tới số 39. Tất cả coi như là hàng này coi như là thu về 500k một vé nha. Đó. Thì có một con 38 là nó chưa có lên mòng, chưa có tỏ thái độ ha. Còn những con còn lại coi như là lên mòng và đều đổ bọng hết rồi. Đó. Chim Quảng Nam nha. Đó, bây giờ sẽ review nè. Số 23 đầu tiên nè. Đây là cái con số 23. Đó, hôm nay sẽ là một cái clip, nó thứ nhất là nó rất là đơn giản, cái thứ hai nữa là hôm nay là sẽ có một cái sự khác biệt, coi như là em sẽ không có để cái địa chỉ ở bên cái góc dưới màn hình đó, do là có nhiều khách lạ tới nhà rồi à. Nói chung là không có tốt, không có hay trong cái quá trình mà coi như là mình giao lưu với nhau đó, cho nên là bữa nay coi như là em sẽ không có để cái địa chỉ bên cái góc dưới màn hình nha. Rồi bây giờ là số 23 nè. Đây là cái con số 23 nha. Rồi số 24 nè. Ủa, bữa nay phải nói là rất là đẹp luôn nha. Mồng con nào con đó là coi như là mồng mồng rất là dài nè, mồng đinh đinh có nè, đinh lân có nè. Rồi để em coi coi. Hình như là cũng có đinh lân nữa. Rồi bây giờ lại tiếp theo là số 24 nè. Tướng rất là dài không mọi người ha. Thì cái này là bữa nay quay phim coi như là cũng không có giới thiệu nhiều được với tất cả mọi người, thì mong tất cả mọi người thông cảm nha. Đó thì anh em cứ ưng và chọn cái mẫu giúp em nha. Đây là số 25, mỏng phải nói là rất là dài, đá lân nhẹ nha. Yếm rất là dài và đậm. Đây số 25. Rồi, những cái con này là nó đang trong cái quá trình nó chuẩn bị nó ra cho nó đủ lông là một cái. Thứ hai, có những cái con mà lông nó cũ thì nó sẽ rớt lông để cho nó hoàn chỉnh được cái bộ lông bội đó, cho nên là đôi khi mình sẽ cảm thấy nó hơi chung chim nha. Rồi đây số 26, 26 này anh em có thể lướt qua giúp em luôn nha. 26 này đừng có chọn, do là cái thứ nhất là em thấy cái đầu của nó cũng hơi nhỏ là một cái. Thứ hai là nó thiếu lông ha, nó thiếu lông đuôi à, nó chỉ còn có đúng một cọng thôi đó. Thì thôi lướt qua giùm em nha. Đó, lấy mấy cái con đẹp đẹp này về cho nó bỏ cái công mình nuôi nè. Đó, ví dụ như đây số 27 rất là đẹp ha, mồng đổ lên rất là to đó, hầu coi như là giống như hầu heo đó, họng heo. Họng heo thôi đây, chứ đừng có nói là họng bò. Họng bò nó khác, học bò nó mắc lắm mọi người, học bò đi mua gần như là không có luôn. Đa số là những cái con học bò là ở bên trại là người ta đã bắt ra rồi đó. Nói chung là về tới đây nó rất là hiếm ha. Đây số 27. Rồi bên này số 28, con này cũng đá lanh luôn nha, con này cũng đá lanh luôn. Đây số 28, hôm nay tranh thủ quay sớm sớm cho nên là nó chưa có đủ được ánh sáng, cho nên anh chị em thông cảm nha. Đó, con này cũng họng heo luôn nha. Đây. Đây là số 28 cũng đá lanh luôn nha. Rồi qua này 29 nè. 29 này, 29 này, thôi 29 này anh chị em có thể lướt qua luôn nha.
29 anh chị em có thể lướt qua luôn. Hình như em thấy nó cái đầu nó hơi nhỏ. Đó, cho nên thôi lướt qua. Còn nếu mà anh chị em nào muốn giao lưu thì em sẽ bát cho anh chị em luôn ha, số 29. Đó, cũng y như vậy ha, tất cả luôn nha. Một giá. Đây số 30 nè. Ồ, 30 này thì chơi được nè. Tục nhiều nè. 30 nè. Rồi 31 này rất là dài, yếm rất là dài luôn. Tướng dài, yếm dài, đây số 31. Rồi số 31 nè. Ồ, số 32 nè. Số 32 này quá đẹp luôn nè, số 32. Đinh lên tục nhiều nè, đó, rất là siêng luôn nè. Trời ơi. Bữa nay về coi như là toàn họng heo không. Đó, số 32. Rồi qua này số 33. Số 33 này nó còn được khoảng chừng 5 cọng lông đuôi ha. Đó, mẫu coi như là lúc nào cũng cúp cầu nè. Đó, lưng quy, đây số 33. Rồi qua này số 34 nè. Wow, con nào cứ quét hoài vậy. Đây số 34 nè. Đó, lúc nào cũng nhập 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 đập 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 cái đuôi đẹp lắm. Rồi, bên này số 36 rất là đẹp luôn nha. Đó, góc mồng rất là dài độ lên lên đẹp luôn nha, 36 nè. Rồi 37 nè. Đó, to. Rồi 38 này không có thái độ, anh em có thể lướt qua nha. Đó, những cái hàng này mà em ra cái con nào mà nó có thái độ nó độ bọng thì em nói ở trên cái clip ha. Còn những cái con mà dạng như cụp mồng như thế này nè, không có thái độ nè, thì anh em đừng có chọn những cái con này nha. Tại vì về mình nuôi nó sẽ rất là mất thời gian nha. Con này số 38, con 39 thì lấy liền giùm em nha. 39 thì rất đẹp mà, mồng hơi độ, phải nói là hơi tê tí xíu. Tướng rất là to, 39. Rồi, đó, thì hôm nay cũng giống như ngày hôm qua. Từ 23 tới 39 ha, 35 là không có nè. Đó, 35 với lại 40 là không có, do là biết sao hai cái học pin nó bị thiếu ánh sáng cho nên em không có thả vô. Thì hồi nãy em cũng có nói với mấy anh á, những cái con nào mà không nên chọn là đừng có chọn nha. Đó, còn nếu mà có nhu cầu mua thì nếu như có nhu cầu ha, thì cái đó là cái sự quyết định của anh chị em. Đó, cho nên là em không có cản. Còn trong cái vấn đề mà quay clip á, thì con nào mà nó tốt, nó có thái độ thì em đã báo ở trên cái clip này rồi. Rồi, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em trong một cái video tiếp theo nha. Chúc tất cả mọi người ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cái ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại.